Vâng thưa thầy ạ. Mới 31 tuổi mà đã thấy hai lần đò tương lai. Dạ vâng. Vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng, lại có mà khóc khách. Tại sao không ngày xưa mình làm diễn viên nhỉ? Còn không biết anh Thầy nhìn thấy con đâu phải đến nỗi gì đâu mà lại hôn nhân lại thất bại thế này, không biết chắc là do cung chồng gặp địa kiếp, chắc phải lấy ông chồng khó tính bảo thủ nóng nảy đúng không? vâng. Khó tính bảo thủ nóng nảy mà lại ở trên đất cô thần cỏ thú nữa, đất này con cũng phải năm nay về nhà chỉ ngoài cãi nhau cũng Thôi, không. con trước mấy thì con lại ở một đất khác cùng với bố mẹ đẻ của con. Thế sau 4 năm con bỏ chồng được 5 năm rồi thì con khi con bỏ chồng rồi con lại cũng về bố mẹ con lại chuyển nhà thì lại sang một cái đất khác. Vậy thì con hỏi là cái phong thần đấy là đất cũ hay là đất mới đấy ạ? Cái cô thần là cung điện trạch, con có đi đâu thì nó cũng đi theo. À thế ạ, dạ. Nhớ là cô thần đóng cung điện trạch là cái cung điện của mình, nó có phần âm, nên mình đi đâu mình dọn nhà thì nó cũng dọn nhà theo mình. Vậy có vấn Ngoài ngoài ra con lại bị cái ông chồng nó xấu quá, sau địa kiếp không giải được những cái lá số này, bảo thầy giải cho em một chồng là thầy coi anh bảo đều bó tay mà. vâng Nhiều người bảo thầy ơi cố gắng để sửa cho cháu nó đi, bảo thầy chịu. Lá số này thầy chịu. con bỏ chồng nhanh lắm thầy ạ. Thầy con có lấy chồng nữa không thầy? Có chứ, Dạ có con có chứ, mấy chồng? mấy chồng rồi để thầy đếm lại, hai chồng thôi. Làm công chức mà cũng tài bạc, có cự môn hãm địa, lại còn phục binh, là sau này 44 tuổi dễ vì tiền tài mà ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Ảnh hưởng ở cơ. Không có vì tiền mà người ta hãm hại mình. Rồi con lại thân cư phúc đức mà phúc đức nhà con nó bị hãm. Đấy, mà con vất vả, mệnh của con rất tốt, là một người phụ nữ nổi tiếng, giỏi giang, tài ba, sống lương thiện, thích ca mọi người tốt, nô bộc toàn trâu những người quyền thế, mà có số lại phải hai đời chồng, hai dòng con. Cách sửa nha. Ba nữa sau này bỏ thai thì phải cầu siêu bé đỏ khẩn trương, không có sau này nuôi con của con cũng tốn kém, mà chúng nó sau này lười lắm. Vâng. Thầy ơi, con hỏi là cái cung con của con ấy nó có đại hao này thì nó đại hao về cái gì vậy thầy? Đại hao Tốn. một do con phá thai nhiều, hoặc là do con nuôi nó tốn kém, nó phá tài của mình. Vâng. Con có mấy đứa con ở đấy? Trường sinh là đẻ được ba, 2 đứa. Vâng. đây là mấy đứa rồi, Giờ con được một đứa con gái ạ. vậy còn hai đứa nữa cơ. Trong hai con tử tế lắm, trong hai con Trời. chính là cung văn lộc này, thái dương gặp hóa kỵ này, lương thiện hiền lành tử tế tốt bụng này. Thầy, con không muốn đi lấy chồng nữa, dạy không có cách muốn nào? không muốn không được. 34 33 32 31 năm 34 tuổi con sẽ gặp. 34 tuổi mới gặp vậy ạ? Chồng, chồng con là làm nghề gì ạ thầy? Chồng hai Chồng con hát. thấy không biết làm nghề gì, nhưng thầy thấy cái hiền lành lắm, tử tế tốt bụng. Tử tế. Tử tế tốt bụng ạ. Vâng. Có hơn con nhiều tuổi không thầy? Sau suy chắc hơn nhiều, hơn Hơn tuổi. nhiều ạ. Vâng. Đáng lẽ ra con phải gặp anh đấy vào năm nay, vào tháng 10 là tháng này đây này, nhưng mà vì con chưa sửa mấy cái phần ám tinh nên nó chưa cho gặp. Đáng lẽ là năm nay gặp, sang năm kết hôn rồi đấy. Nhưng con có ở được với chồng hai Ở được được ạ? Vâng. lại sinh con tiếp, sinh hai đứa nữa cơ. Ui thế ạ, con hãy đi lấy chồng lắm thầy ạ. Trong hai tốt mà, Vâng. nó có lắm mưu nhiều kế nóng nảy như cái ông chồng đầu đâu. Hiền lành thử thế ạ. Chồng hai của con đã có gia đình chưa thầy? Chắc phải có rồi chứ, Vâng. lớn hơn nhiều tuổi mà, cái đội mà lớn hơn con nhiều tuổi mà chưa có gia đình thì nó bị mất mát đấy, nên là mình mới dạy Có vấn đề đúng có đấy. không ạ? Vâng. Thầy cho con hỏi cái cung bố mẹ của con ạ. Bố mẹ là cung phụ mẫu của con có tả phù vật, là một trợ tinh giúp đỡ con nhiều lắm, nhưng mà may quá bố mẹ của con thì về tuổi thọ sau này ổn định. May mà bố Vâng. con gặp sao hóa kỵ đấy, là cung chồng hai của con là có sao thái dương ở đây, không gặp hóa kỵ là bố sau này tuổi thọ kém, nhưng mà gặp hóa kỵ rồi thì yên tâm. Vâng. Con chỉ nếu mà sau này thương bố mẹ ai thì làm lễ phả độ gia tiên cho cung phúc đức của mình tốt, để cho bố mẹ sau này may mắn hơn nha. Thầy ơi, lúc có thầy trợ lý cũng nói là 4 năm nữa là vận hạn của bố con đấy ạ. Thì sau này phả độ gia tiên cho các cụ, nhưng mà điều chỉnh cái đấy đi. Vâng. Nhưng mà tuổi thọ thì cũng ổn gì đấy. Vâng. Ok, các cung thì thầy ngó hết rồi, chỉ cần sửa vậy thôi. Còn đào hoa nó cung tần ách thì sớm sớm sinh con hai đứa nó đi cho đủ nha. Nhưng anh thầy cho con hỏi là cái bệnh tật của con ấy có những có lưu ý gì không ạ? Sau đào hoa với tham lang nó cung tần ách thì sau này hơi khó sinh con một tí. Nhưng Vâng. mà rồi phổi họng sau này hơi kém. Con hay bị viêm họng lắm rồi ạ. Đúng rồi. Sao cự môn của con nó thế hãm địa. Vâng. Ok. Thầy, con hỏi là tôi còn hỏi thêm nữa là con nên làm thêm nghề gì không ạ? Thêm nghề gì ngoài nghề công chức ra thì cung tài bạch của con, tiền của con thiên phủ nằm cung nô bộc, thôi chỉ làm công chức lấy phòng bì được rồi. Vâng. Với lại là con có những cái năm đại vận nào xấu ở đây? Đại vận xấu của con là từ từ 34 đến 43 thì không giữ được tiền, lúc đấy phải mua đất mà tích,
từ 44 đến 553 thì dễ bị thị phi về tài chính, ảnh hưởng đến pháp luật. Từ 554 trở ra thì sức khỏe hơi kém một chút. 54 trở đi ạ? Vâng. Tuổi thọ của con có được trung bình không thấy? Tuổi thọ của con thì còn được 83 tuổi. Dạ vâng. Thế là cuộc đời của con là có đi lên được không thầy? Đi lên đây đi xuống hay là ở mức trung bình ạ? Như thế là cuộc đời con thì nếu mà sửa được công phúc đức thì sẽ đi lên. Thân cứ phúc đức bị hãm, không sửa được công phúc đức là nó cứ đi giật lùi dần lại. Trạch của con hóa quyền hóa khoa mà. Vâng, thế thì năm bao nhiêu thì con mua được ạ? Năm ba, con mà tự mua thì 534. 534 tự mua ấy ạ? Ừ. Lấy chồng nhưng mà đã... lấy chồng sớm hơn thì đỡ phải mua, chồng có rồi. Nhưng mà con không có tiền. Ừ. Làm công chức nghèo lắm phải ạ?